Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vietnam Discovery. Và hôm nay chúng ta đang đến thăm một bảo tàng nằm ở trên con đường Võ Văn Tần, quận 3. Đó là bảo tàng chứng tích chiến tranh. Bảo tàng này là một bức tranh sống động về đất nước Việt Nam những năm tháng chiến tranh chống lại Mỹ Ngụy. Những hiện vật, những cái hình ảnh còn sót lại như là những bằng chứng tố cáo tội ác của thực dân xâm lược, đồng thời phản ánh được ý chí chiến đấu, chiến thắng để giành lại độc lập của dân tộc ta. Từ thời nhà Nguyễn ấy, thì nơi đây là chùa Khải Tường. Tới thời Pháp thì chùa đã bị phá bỏ để thay thế là một căn biệt thự. Sau đấy thì nó lại trở thành một cái bệnh viện, sau này cũng là một cái phòng luật sư. Và tới 1975 thì lại là nơi bảo trì điện tử của quân đội Mỹ. Sau 1975 thì nơi đây trở thành bảo tàng và ban đầu có tên là nhà trưng bày tội ác Mỹ Ngụy, được mở cửa đón tiếp vào ngày 4 tháng 9 1975. Sau đó đến tháng 11 năm 1990 thì đổi tên thành là nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược. Và từ tháng 7 năm 1995 đến nay thì mới có tên là bảo tàng chứng tích chiến tranh. Và vào năm 2002 thì bảo tàng được xây mới, đầu tư mới hoàn toàn. Và cái đặc trưng kiến trúc không gian để bảo quản các cái chứng tích, hiện vật, các bức tranh, v.v. Chuồng cọp, một kiểu giam giữ tại nhà tù Côn Đảo. Đi vào xem như nào. Chuồng cọp được xây dựng theo mô hình chuồng cọp ở di tích nhà tù Côn Đảo, gồm 2 ngăn, mỗi ngăn dài 2m7, rộng 1m5 và cao 3m. Chuồng cọp được coi là một nơi tra tấn khủng khiếp nhất của quân Mỹ đối với những tù nhân yêu nước. Ở đây những người cộng sản cách mạng yêu nước bị kìm hãm trong những cái phòng giam chỉ rộng khoảng 5m2, không có giường nằm hay cửa sổ. Tất cả những gì họ phải chịu đựng đấy là bóng tối, không khí ẩm thấp ngột ngạt. Không những thế thì chuồng cọp còn là nơi diễn ra những cái màn tra tấn hết sức đau đớn, dã man, nhằm phá tan ý chí và sức mạnh của những con người yêu nước. À đây, chuồng cọp kẽm gai phục chế, một kiểu phòng giam nhốt tập thể được làm trên nền cát. Tù nhân bị lột quần áo đóng vào đây, bị bỏ đói nhiều ngày liền. Một ngăn dài 1m8, ngang 0,75m và cao 0,4m, nhốt từ 2 đến 3 người. Rất chật. Cái này mà nhốt 2-3 người là không nhúc nhích được luôn. Cái nhỏ là 2-3 người, cái lớn là 5-7 người. Mô phỏng, mô phỏng cái nhà giam trên này là gì. Kiểu lính sẽ bị nhốt ở dưới này đúng không? Đúng rồi, lính sẽ bị nhốt, tức là sẽ bị nhốt ở dưới. Máu ta quý giá hơn vàng, tổ quốc cần đến sẵn sàng ta dâng. Ở trong cái chuồng cọp này thì nó có một cái phòng tắm nắng, hay còn gọi cái tên khác ấy là chuồng cọp Lộ Thiên, được xây dựng từ thời Pháp năm 1940, bao gồm 60 phòng giam giữ, không có mái che, với diện tích khoảng 1.800m2, nằm ở Côn Đảo. Và cái phòng tắm nắng này là nơi
tù nhân bị giam ngoài trời không được mặc quần áo, phơi người dưới ánh nắng gay gắt hoặc dầm mình trong mưa. Đêm về thì bị phơi xương. Ngoài là mới có bom đúng không? Ừ, ghê thiệt. Tham quan chuồng cọp cho mình thử xem này, chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là bản đồ mạng, đây là bản đồ cái mạng lưới nhà tù tại miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1954 đến 1975. Có khoảng 76 nhà tù cấp quận, 44 nhà tù cấp tỉnh và 5 nhà tù lớn. Hình ảnh nhà các nhà tù mà. Hình ảnh này các bạn thấy quen không? Nhà tù Chí Hòa đấy. Và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ấy là một trong những thành viên của Hệ thống Bảo tàng Hòa bình Thế giới và Hội đồng Bảo tàng Thế giới. Trong số mà các bảo tàng hiện có thành phố Hồ Chí Minh thì đây là bảo tàng duy nhất được trang web du lịch quốc tế Trip Aviation bình chọn vào 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á, top 25 bảo tàng đẹp nhất thế giới. Mặt nạ chống hơi độc, dòng găm này chắc là điện đàm này, là cái gì, cái này cùng chân này, còn số 8 này cũng còn số 8. Số 6 hay là lựu đạn. Thank you.
bên này đa số toàn máy bay Mỹ. To vãi đạn. Quả trực thăng này, rocket này, hai dàn rocket luôn. Đại Liên 6 nòng. Dữ dằn. Mấy con này chắc là đây thả bom hay là phóng tên lửa hay gì cũng. Máy ném bom. Bốn khẩu đại bác, 8 ống tên lửa, 15 quả bom. Ghê. Con này chắc là vận chuyển quân y à hay gì? À không phải, cái này là máy bay quan sát liên lạc. Cũng có hệ thống tên lửa luôn. 10 quả hỏa châu, 2 súng pháo hiệu, cũng có hệ thống chống tên lửa luôn. Xịn xịn. Quả này là tiêm kích này. Quả này là tiêm kích này. Cá kiếm, nó nhậm như cá kiếm. Máy bay phản lực. Mình sẽ đi hết cái khu vực bên ngoài trước, xong rồi mình sẽ đi vào bên trong. Mấy quả máy bay hay nhìn ở trong mấy phim quân sự của Mỹ. Quả máy bay đúng ngầu luôn đó. Biệt đội siêu 6 hay là gì đấy. Máy bay vận tải hạng nặng. Siêu to bự, siêu to khổng lồ. Đây là mấy quả xe tăng. Sẽ tăng tiếp. Con này trông như kiểu máy ủi ấy nhỉ. Đúng luôn. Xe ủi đất. Mấy quả này dù trong chiến tranh chắc để đi càn quét ở trong rừng. Xe tăng phun lửa. Đấy, pháo. Pháo. Một con xe S, một con xe M. Quả này. Ui, pháo tự hành luôn. Quả này mẹ xe XL mẹ rồi. Quả này xe XL luôn các bạn ạ. Wow. Bên này có mấy cái ấy. Mấy cái ụ súng này rồi. Quả này chắc là pháo phòng không gì. Quả này thì mình không biết. Quả này cũng súng phòng không đúng không? Súng không giật.
Wow. Đây còn bức tranh một đứa bé đang đứng ở giữa, giống như là cái rừng hay nhỉ, rừng Đức bị phá hủy bởi chất độc hóa học trong chiến tranh. Bức tranh này là của tác giả Goro Nakamura, Nhật Bản. Rất nhiều xác bom đạn, tên lửa. Còn này là bom địa chấn này. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong này để xem còn lưu giữ những thứ gì nữa. Khuôn viên của bảo tàng có diện tích khoảng 5.400 m², cùng với diện tích trưng bày ngoài trời là khoảng hơn 3.000 m² với 3 tầng. Ngoài ra thì còn có một số công trình phụ trợ. Ở đây người nước ngoài đến nhiều lắm. Hôm nay có một đoàn thanh niên, nhưng mà không biết là các bạn đang có chương trình gì ở đây. Bảo tàng hiện đang lưu giữ 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh. Thì ở tầng 1 này thì là có phòng bán vé này, các bạn có thể thuê tay nghe phiên dịch. Ở phần 1 thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về tầng 1 của bảo tàng. Có phòng bán vé, phòng đa năng và phòng thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến. Trong cái phòng triển lãm này thì có trưng bày rất là nhiều những tư liệu nói về việc là cuộc chiến, nói về việc là nhiều binh sĩ Mỹ đã đứng lên phản đối và từ chối tham chiến. Và các bộ hồ sơ lưu trữ của các đơn vị bộ binh Mỹ tại Việt Nam có bằng chứng về việc là nhiều binh sĩ Mỹ từ chối ra trận. Và cái phong trào phản chiến của binh sĩ Mỹ phát triển qua năm tháng cùng với sự tiến triển của cuộc chiến, sự phản kháng xuất hiện đầu tiên trong lục quân và lính thủy đánh bộ. Khi mà kháng cự trở nên mạnh mẽ hơn trong các đơn vị, các lãnh đạo tại Washington quyết định rút lực lượng trên bộ nhưng tăng cường ném bom chiến lược. Hàng ngàn binh sĩ và lính thủy đóng tại nước Mỹ đã từ chối lệnh điều động sang Việt Nam. Một số công khai tuyên bố hành động của mình và nhận được sự ủng hộ từ các nhóm phản chiến dân sự. Một số binh sĩ kháng lệnh đã bị đưa ra tòa án binh và bị kết án nhiều năm tù giam. Đã có hơn 300 tờ báo phản chiến được xuất bản bởi các binh sĩ đang phục vụ tại các doanh trại hoặc tàu chiến Mỹ từ năm 1968 tới hết năm 1972. Những tờ báo này phản ánh tiếng nói chung của hàng trăm nghìn binh sĩ xuất thân từ tầng lớp lao động và các sĩ quan mới nhận chức, những người đã dũng cảm lên tiếng chống lại cuộc chiến và những sự bất công cũng như nạn phân biệt chủng tộc trong quân đội. Trong cái cuộc chiến đấu chính nghĩa của mình, những nhân dân Việt Nam được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ Latin và nhân dân toàn thế giới. Kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ dựa vào sức đoàn kết chiến đấu của mình, đồng thời dựa vào sự ủng hộ của nhân dân thế giới, thì nhân dân Việt Nam kiên quyết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược và nhất định sẽ thu được phần thắng lợi hoàn toàn. Đây là trích một cái điện tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị đoàn kết nhân dân Á, Phi, Mỹ Latin vào năm 1966. Và đây là gian phòng trưng bày những cái tư liệu về sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với những nhân dân Việt Nam. Các cái làn sóng phản đối chiến tranh của Mỹ gây ra tại Việt Nam ở nhiều đất nước khác nhau. Ra còn có hình ảnh của những món quà viện trợ từ các nước bạn, các nước anh em.
cờ của Ủy ban Đoàn kết Cuba Việt Nam đấy, cho bạn nào chưa biết. Đây là cái khu trưng bày những cái hình ảnh mà thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1975. Khu vực châu Âu. Các bạn để ý phía dưới các cái bức tường sẽ có, các bạn chú ý phía dưới các bức tường ấy sẽ có chú thích những quốc gia nào đã giúp đỡ Việt Nam. Đây là khu vực châu Á. Khu vực châu Mỹ. Các bạn có thể thấy là tất cả các nước lớn đều hướng về Việt Nam.